Benzoyl peroxide là một hoạt chất mà không còn xa lạ gì đối với những bạn mà đang tìm kiếm những cái kem trị mụn, vì nó sẽ có mặt trong khá là nhiều loại kem trị mụn này, cả sữa rửa mặt này, cả những cái loại gel chấm mụn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bác sĩ Ngọc cách dùng đúng để có hiệu quả tối đa. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một thành phần trị mụn, đó là benzoyl peroxide, dùng thế nào cho hiệu quả nhất. Và trước khi đi vào chủ đề chính, bác sĩ Ngọc muốn mời các bạn mới đến với kênh YouTube này lần đầu tiên tham gia vào trong group skincare khoa cùng bác sĩ Ngọc này và live fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc. Thì ở trên group bây giờ cũng rất là đông, các bạn có thể lên đó để trao đổi kiến thức làm đẹp hoặc là chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có thể cùng đóng góp ý kiến này. Và trong fanpage chúng ta có thể là liên hệ trực tiếp với bác sĩ Ngọc. Và nói về benzoyl peroxide thì sẽ có hai phần để bác sĩ Ngọc muốn chia sẻ. Đầu tiên là nói qua một chút về những cái công dụng chính của benzoyl peroxide này. Và phần thứ hai đó là những cách dùng đúng và những cái chú ý trong quá trình sử dụng benzoyl peroxide. Thì đầu tiên nói về cái công dụng của benzoyl peroxide thì nói đến nó thì chúng ta đã hình thành trong đầu là đây là một cái hoạt chất để giúp chúng ta trị mụn này. Và ở trong rất là nhiều những cái sản phẩm chấm mụn từ rất là bình dân như là những cái oxy 5, oxy 10 và có những cái loại sữa rửa mặt cũng có chứa benzoyl peroxide này, hoặc là những cái kem trị mụn cũng rất là nổi tiếng, ví dụ như là Epiduo này hoặc là Azaduo đúng không ạ, mà bác sĩ Ngọc cũng đã review rất là nhiều rồi. Thì cái công dụng đầu tiên của nó chính là cái công dụng để mà trị mụn. Và sở dĩ để mà có được công dụng trị mụn này thì benzoyl peroxide tác động lên mụn trứng cá thông qua những cơ chế. Thì đầu tiên đó là cơ chế diệt khuẩn PFNES. Thứ hai đó là nó giúp cho đào thải tế bào chết. Và thứ ba là nó giúp giảm viêm mụn. Và đối với cả benzoyl peroxide thì nó sẽ ưu thế nhiều hơn trong những cái loại mụn mà có viêm, như là những cái mụn viêm thông thường hoặc là mụn bọc thì nó sẽ ưu thế hơn. Còn đối với cả mụn đầu đen, mụn đầu trắng hay còn gọi là mụn ẩn, mụn đầu đen ấy, thì nó sẽ không phải là lựa chọn đầu tiên đối với cả benzoyl peroxide. Và có một cái điều đặc biệt đối với cả khả năng diệt khuẩn của benzoyl peroxide, đó là nó sẽ cung cấp cái gốc oxy tự do vào cho năng lông. Và khi mà vi khuẩn ấy, mà cung cấp gốc oxy tự do vào ấy, thì nó sẽ làm chết vi khuẩn theo cơ chế là vì vi khuẩn khi mà tiếp xúc với cả cái oxy nguyên tử ấy, thì nó là vi khuẩn kỵ khí, cho nên là có oxy thì các bạn hiểu nôm na là nó sẽ bị tiêu diệt. Và cũng vì vậy cho nên là trong một số những cái phác đồ mà kê kháng sinh bôi thì cũng sẽ kê kèm với cả benzoyl peroxide để hạn chế cái tình trạng mà vi khuẩn kháng thuốc đối với kháng sinh. Và bên cạnh cái công dụng trị mụn đó thì benzoyl peroxide này cũng sẽ góp phần trong cái việc là giảm cái nguy cơ hình thành sẹo. Thì cái này ở trong những video lần trước bác sĩ Ngọc cũng đã có nói và có giải thích rồi. Và có những nghiên cứu chỉ ra rằng là khi mà sử dụng adapalene kết hợp với cả benzoyl peroxide ở những cái nồng độ như là 0,1% adapalene kết hợp với cả 2,5% benzoyl peroxide hoặc là 0,3% adapalene kết hợp với cả benzoyl peroxide 2,5% thì có thể là giúp giảm nguy cơ hình thành sẹo này và cải thiện cái mức độ nặng của sẹo theo thời gian. Vì chúng ta biết rằng là cái tình trạng sẹo lõm của chúng ta hình thành ý, đó là do cái tổn thương viêm nó gây đứt gãy collagen ở trung bì. Và đối với cả benzoyl peroxide khi mà nó có thể giúp giảm viêm rất là tốt thì nó cũng sẽ hạn chế cái tình trạng viêm nghiêm trọng để hạn chế tình trạng sẹo lõm. Và đối với cả những cái công dụng như vậy thì benzoyl peroxide nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ. Bên kia là tác dụng tốt này, bây giờ thì là tác dụng phụ. Nếu như mà ai đã từng trải nghiệm những sản phẩm trị mụn mà có chứa benzoyl peroxide rồi thì cũng sẽ có thể cảm thấy những cái tác dụng phụ của nó, đó là da nó có thể là khô hơn này, nóng, đỏ, rát này, châm chích này, hoặc là những bạn mà quá nhạy cảm thì còn có thể là bị phồng rộp cái vùng da mà bôi lên nữa. Thì benzoyl peroxide cũng là một chất có khả năng là gây kích ứng cho da. Và tác dụng tiếp theo đó là nó có thể là gây ố màu của tóc và quần áo. Chính vì thế cho nên là khi bôi xong chúng ta nhớ rửa tay nhé. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang phần 2, đó là cái cách dùng benzoyl peroxide thế nào cho hiệu quả. Và đầu tiên là vị trí dùng, vị trí bôi benzoyl peroxide. Nếu các bạn dùng benzoyl peroxide đơn độc thì nó sẽ chỉ khuyên dùng tại cái vùng da có mụn thôi, chứ không phải là bôi toàn mặt giống như là những cái retinoid để mà có thể vừa trị mụn này, vừa ngăn ngừa nhân mụn này và có thể là chống lão hóa thêm cho da. Nhưng đối với benzoyl peroxide thì các bạn chỉ bôi ở cái vùng mà có mụn thôi nhá. Tuy nhiên nếu như mà các bạn kết hợp với cả retinoid nữa và cái diện rộng, cái biên diện bị mụn của các bạn rất là rộng thì có thể chúng ta cũng vẫn phải bôi toàn mặt. Và cách bôi thì bởi vì benzoyl peroxide cũng là một chất có khả năng gây kích ứng cho da, chính vì thế cho nên là những lần đầu bôi chúng ta cũng sẽ bôi kiểu làm quen dần dần. Mới đầu thì sẽ là bôi khoảng 1-2-3 lần một tuần thôi, 1 đến 3 lần một tuần. Sau đó thì chúng ta có thể tăng dần lên để mà bôi hàng ngày. Và ban đầu thì cũng sẽ là bôi rất là mỏng thôi, và bôi chú ý là có thể sau dưỡng ẩm thì sẽ là tốt nhất để hạn chế tình trạng là kích ứng mạnh. Sau đó thì chúng ta tăng dần lượng lên sau. Và nếu như mà các bạn chỉ bôi chấm ở tại một điểm thôi, có những bạn thì thỉnh thoảng lên mụn mà các bạn muốn chấm tại một điểm ý, thì các bạn cũng hãy chấm mỏng thôi, hãy để một chút ra cái đầu ngón tay ý. Sau đó thì chúng ta xoa mỏng lên cái bề mặt của nốt mụn, chứ đừng là chấm nguyên một cái cục mà nhìn thấy các cục kem mà màu trắng nguyên một cục ở trên da nhé, bởi vì như thế nó sẽ gây ra tình trạng kích ứng ý, và nó cũng không thẩm thấu hết đâu, nó cũng sẽ không thẩm thấu hết được cả một cục đấy đâu, mà nó chỉ thẩm thấu một phần thôi, và nó quá nhiều thì nó sẽ còn gây kích ứng mạnh cho các bạn ở trên cái nốt mụn cơ. Tiếp theo là đến nồng độ sử dụng. Thì nếu như mà bôi trên mặt mà bôi cái diện tích rộng, tức là bôi thành đám ấy, thì các bạn chỉ nên sử dụng từ dưới 4% thôi. Và thường thường thì bác sĩ Ngọc vẫn cho các bạn sử dụng cái sản phẩm mà nó có chứa 2,5
2,5% benzoyl peroxide kết hợp với cả cái adapalene ấy, như là ở trong Epiduo hoặc Azaduo ấy, thì cái nồng độ này nó là không quá cao. Mặc dù nó đã thích ứng rồi nhá, nhưng mà nó là không quá cao và có thể là đáp ứng được với da mặt. Còn nếu như các bạn chỉ sử dụng là chấm tại điểm thôi chứ không phải là bôi cả một vùng, thì các bạn có thể sử dụng từ 5% trở xuống, có thể sử dụng cái nồng độ 5% để chấm cũng được. Và điều số 4 ở đây bác sĩ Ngọc muốn nói đó là khi mà sử dụng benzoyl peroxide thì chúng ta hãy nên sử dụng kèm với cả cái retinoid, mà cái hai thành phần mà phù hợp nhau nhất ý, mà hay sử dụng nhất ý, đó chính là benzoyl peroxide kết hợp với cả adapalene ở trong những cái sản phẩm như là bác sĩ Ngọc vừa mới kể tên rồi. Bởi vì bản thân một mình cái benzoyl peroxide thì nó sẽ ưu thế hơn trong cái điều trị mụn viêm, những cái mụn mà có viêm. Còn hầu hết chúng ta ấy không phải là chỉ có một mình loại mụn viêm đúng không ạ, mà chúng ta sẽ có thể có thêm cả những cái mụn bít tắc như là mụn đầu trắng, mụn đầu đen hay còn gọi là mụn ẩn và mụn đầu đen ý, thì sử dụng kèm với các thành phần retinoid ý, như là adapalene, nó sẽ kích thích đẩy nhấn mụn tốt hơn và nó sẽ có hiệu quả vừa với cả mụn ẩn vừa cả mụn viêm luôn. Tuy nhiên khi mà các bạn muốn kết hợp với cả retinoid ý, thì các bạn hãy tránh cái trường hợp mà bôi cùng tretinoin ra nhá, bởi vì cái tretinoin nó rất là dễ bị oxy hóa, mà khi các bạn bôi sát cái thời gian của benzoyl peroxide với cả tretinoin thì nó sẽ làm oxy hóa tretinoin và nó làm giảm hoặc là mất tác dụng của tretinoin đấy. Và một chú ý nữa, khi mà các bạn đang sử dụng cái benzoyl peroxide để trị mụn, nhất là sử dụng trên diện rộng, thì các bạn hãy chú ý là chống nắng thật là tốt, chống nắng thật là kỹ và tránh ra ngoài vào những thời gian mà nắng gắt, bởi vì là cái này nó sẽ khiến cho da chúng ta kích ứng hơn và cũng dễ bị nhạy cảm hơn với cả ánh nắng mặt trời. Và cũng chú ý là bôi kem chống nắng đúng, đủ và đều đặn nhé. Tóm lại thì benzoyl peroxide sẽ là một sản phẩm mà rất hữu hiệu trong cái những loại mụn viêm, và khi mà kết hợp cùng với cả retinoid thì nó sẽ kết hợp được cả trị mụn ẩn và mụn viêm cùng lúc. Và đó là một chất có thể gây kích ứng, cho nên là khi mới dùng các bạn sẽ sử dụng những cái nồng độ thấp trên da mặt thôi, khoảng 2,5 cho đến 5% tùy từng cái diện tích bôi, và hãy bôi mỏng và thưa thôi trong những lần đầu, và chú ý là hãy chống nắng thật là kỹ. Và các bạn có đang sử dụng benzoyl peroxide không? Hãy cho bác sĩ Ngọc biết cảm nhận ở bên dưới nhé. Và nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người. Và nếu yêu mến bác sĩ Ngọc, ấn đăng ký kênh YouTube nhé. Và ấn thêm hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn trên kênh YouTube này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.